Series ăn khách bậc nhất nửa đầu năm 2024 phải gọi tên cô bảo mẫu tuyệt vời của gia đình tôi hiện đang rầm rộ trên mạng xã hội. Dân tình đã nhanh chóng truy lùng được danh tính của nàng Matcha sau bao đêm mất ăn mất ngủ hóng chuyện. Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng Việt Nam đang nóng hơn bao giờ hết với series cô bảo mẫu giật chồng xứ Canada. Được biết, người đăng tải câu chuyện này có tài khoản TikTok là P, chị là người Việt, đang sống cùng gia đình tại Canada và cũng là chị gái của cô vợ trong câu chuyện. Chị P bắt đầu lập tài khoản và đăng clip từ ngày 28 tháng 3 vừa qua. Tính đến nay, chỉ mới nửa tháng trôi qua nhưng lượng người theo dõi tài khoản này đã tăng từ con số 0 lên đến hơn 200.000 và vẫn đang trên đà tăng. Tại đây, P kể drama giật chồng xảy ra trong gia đình mình với các nhân vật chính là người vợ, em gái P, tạm gọi là T, người chồng, chồng của T và cô bảo mẫu, tạm gọi là L. Và dù không phải nhân vật chính nhưng cô cũng đã làm đến 27 clip kể lại chi tiết, lớp lang về sự việc, trong đó có những clip nhanh chóng đạt triệu view. Cách kể chuyện lôi cuốn của P khiến nhiều chị em nghe chuyện phải lên xuống cảm xúc liên tục, không thể dứt nổi, nóng lòng chờ đợi từng tập một hơn cả chờ phim. Qua lời kể của P, nhân vật Matcha sống lên trong lòng cộng đồng mạng là một nhân vật hết sức mặt dày, trơ trẽn, lì lợm dù chỉ mới 22 tuổi. Từ series dài tập và những thông tin ít ỏi mà P cung cấp, cộng đồng mạng thi nhau ra sức tìm kiếm thông tin về cô bảo mẫu nổi tiếng nhất hiện tại. Được biết, cô nàng bảo mẫu có tên là VHL, hiện đang sinh sống và học tập tại Canada, công việc làm bảo mẫu là công việc làm thêm ngoài giờ học của cô nàng. Trên trang cá nhân của mình, VHL thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe nhan sắc cùng những chuyến du lịch sang chảnh. Sau khi lộ diện nhan sắc, nhiều người cũng dành lời khen cho ngoại hình của cô bảo mẫu nổi nhất Canada này. Tuy vậy, việc mà người đẹp làm thì có lẽ nước sông Hoàng Hà rửa cũng không sạch. Theo như lời kể của chị P, L đúng là kiểu người thích sống ảo với nhiều tài khoản mạng như nhiều nhân cách đang tồn tại trong một bản thể. Không ai nghĩ rằng một người có nhan sắc, ngoại hình lẫn học vấn cao như cô bé này lại trở thành nhân vật khiến cả xã hội phải dè bỉu, lắc đầu ngao ngán vì sự tâm cơ của mình. Theo lời kể của chị P, cô bảo mẫu VHL sinh năm 2002, có học vấn vô cùng xuất sắc khi còn ở Việt Nam. Cô từng tốt nghiệp cấp 3 và học đại học tại những trường top Hà Nội. Cũng chính vì thế mà cô nhận được học bổng của một trường ở Canada và theo học đến nay đã 2 năm. Tháng 11 năm 2023, cô trở thành bảo mẫu cho gia đình P, có nhiệm vụ đón các bé sau khi tan học và trông đến tối khi bố mẹ đi làm về. Thời gian đầu L, ăn mặc rất giản dị và kín đáo, chăm sóc các bé tốt nên nhận được sự tin tưởng. Đến một lần người vợ về nhà mà không báo trước, cô phát hiện có người đang ở nhà cùng với chồng mình nhưng anh này chối bay chối biến. Sau khi có thêm những chi tiết mờ ám khác, chị em P sang nhà hàng xóm nhờ trích xuất camera thì nhận ra người đó là cô bảo mẫu. Cuối cùng gia đình quyết định cho L nghỉ việc. Theo lời kể, gia đình P đối xử rất tốt với cô bảo mẫu này, sinh nhật thì rủ đi chơi và tặng quà, thường xuyên gọi đến nhà ăn tối. Tuy nhiên cô bảo mẫu lại nói với người chồng rằng hai chị em P sống hơi tệ. Ngoài ra trong thời gian mập mờ và hẹn hò, cô bảo mẫu cũng thường xuyên đề cập đến chuyện tài sản của chồng T, thậm chí còn nói bóng gió về chuyện mua nhà hay tương lai chung khi cả hai kết hôn. Cuối cùng, sau nhiều bằng chứng, cô bảo mẫu và người chồng thừa nhận có quan hệ tình cảm. Cô bảo mẫu này chủ động gọi điện xin lỗi và hứa sẽ chấm dứt nhưng vẫn tiếp tục có nhiều hành động níu kéo. Ngoài ra cô bảo mẫu cũng viết đơn đồng thuận đàm phán, thừa nhận mối quan hệ trên giấy trắng mực đen. Về phía vợ chồng T, nhà chồng cũng tổ chức một cuộc họp gia đình để nói chuyện. Theo chia sẻ của người chồng, anh này đã thực sự biết lỗi và hối hận, quyết định dừng lại nhưng cô bảo mẫu vẫn cố níu kéo, nhắn tin và gọi điện mỗi ngày. Trong khi đó người vợ muốn ly thân, tài sản chia theo luật pháp và cô được nuôi con toàn thời gian. Hai vợ chồng vẫn ở chung một khu gần nhau nhưng khác nhà, bố có thể đến thăm con nhưng điều kiện duy nhất là không có bất cứ quan hệ nào với bảo mẫu kia. Đến nay, series Ly Kỳ Chuyện Xứ Canada hot nhất mạng xã hội Việt những ngày qua vẫn chưa đến hồi kết. Câu chuyện vẫn đang được chị P úp mở và hứa hẹn sẽ kết thúc sớm trong những ngày tới.